chúng ta có bận rộn cỡ nào thì chúng ta cũng phải để dành một ít thời gian cho gia đình. Còn nếu mà bận đi làm 7 ngày một tuần thì ít nhất một năm hay một tháng hay một tuần đó, chúng ta phải dành một khoảng thời gian nào đó để chúng ta có mặt cho gia đình. Và vì vậy một bữa cơm gia đình đó, rất là cần. Một bữa cơm gia đình, nếu một ngày mình không đi làm, đi học, không ăn được buổi trưa với nhau thì ít nhất phải có buổi cơm chiều. Mà nếu như mà lỡ mà do chúng ta cuộc sống chúng ta lo không được bữa cơm chiều thì ít nhất một tuần chúng ta phải có cái sự họp mặt. Quý vị thấy là ngay cả ông bà mình mất rồi, nhưng một năm đến cái ngày giỗ chúng ta vẫn tổ chức. Nhưng mà mượn cái ngày đó của ông bà để làm gì? Để cho cơ hội chúng ta quay quần trở về, lấy cái ngày đó. Tại vì nhiều khi không có ngày đó thì chúng ta cũng đi luôn. Nhờ có cái ngày đó thì nhắc nhở anh Năm, chị Ba, chị Bảy gì đó cố gắng về nhà để cúng dỗ ba, cúng dỗ má. Và nhờ ngày đó mà chúng ta được gặp nhau. Nếu mà quý vị không có sinh hoạt, không có sống ở nước Nhật này thì Pháp Hòa cũng có thể sẽ đi Nhật, nhưng mà đi chơi thôi, phải không? Đi vãng cảnh thôi, mà không có cơ hội được gặp và chia sẻ với nhau như thế này. Thì quý vị đã gặp nhau, quý vị đã gặp Pháp Hòa chưa? Gặp rồi, gặp ở trên YouTube đó, phải không? Cho nên gặp rồi mới nhìn ra ổng đó chứ ai, phải không? Chứ nếu mình không gặp nhau ở Pháp Hòa, không có mặt ở trong gia đình quý vị mỗi buổi chiều, hay Pháp Hòa không có đi với quý vị trên xe, quý vị không có hoặc không gặp quý vị trên hãng, có nhiều người đi làm hãng nhét lỗ tai nghe, cho nên Pháp Hòa có mặt với quý vị ở rất nhiều cách, ở trên xe, ở nhà lúc mình nấu ăn, ở hãng mình lúc đi làm, vân vân. Và nhờ vậy cho nên chúng ta gắn bó khăng khít với nhau. Nhờ quý vị nghe tiếng Pháp Hòa hoài cho nên quý vị có lòng muốn Pháp Hòa đến thăm quý vị một lần. Quý vị sang thăm Pháp Hòa thì khó, tại vì số đông mà sao đi, phải không? Mà một mình Pháp Hòa chịu khó đi thì Pháp Hòa sẽ thăm được số đông. Thì đó là cái niềm vui mà hôm nay Pháp Hòa thật là vui để được gặp đồng bào Phật tử. Vì đây là cái lời mời cách đây đã 7-8 năm về trước, khi mà các anh chị ở các vùng có ý muốn mời Pháp Hòa qua, mà Pháp Hòa chưa có sắp xếp được. Cho nên khi mà Pháp Hòa sắp xếp được năm nay thì qua phối hợp cả hai chuyến đi ở bên Hàn với bên Nhật để gần với nhau và đi một chuyến cho nó đáng. Và hôm nay Pháp Hòa được gặp quý vị, và đó Pháp Hòa rất là mừng. Và xin được chào tất cả quý đồng hương Phật tử, bà con, anh chị em, và chúc nguyện quý vị luôn được an lành. Thì thưa đại chúng, là khi mà chúng ta nói đến sự tu tập thì Pháp Hòa chỉ muốn nhắc là đạo Phật á, chỉ cho chúng ta một phương pháp để chúng ta ứng dụng sống trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như quý vị đừng nghĩ là mình chỉ tu ở trong chùa, khi nào mình vô chùa mình sẽ thực tập điều đó, điều đó, điều đó, còn bước ra khỏi cái phạm vi chùa là không phải. Nhưng mà thật sự là đạo Phật á, là chỉ cho mình cách sống làm sao, từ trong hãng, từ ở ngoài đường, từ ở chỗ mình làm, từ ở trong nhà mình, vân vân, nhất đều là đối tượng để mình tu hết. Cho nên khi mình nói đến sự tu tập á, thì mình phải nói đến á, mình trước hết mình nương vào đâu. Mình phải thánh ngôn sở nhiếp. Tức sở nhiếp là gì? Mình phải thu nhiếp, tức là mình thâm nhập cái lời dạy của các bậc thánh. Thánh này không phải là thánh thần ban phước. Chữ thánh đây là gì? Là những bậc có cái nhìn xa, có cái hiểu lớn. Chúng ta gọi Phật, Phật tổ, những bậc trưởng thượng của chúng ta là bậc thánh đó. Không có nghĩa là các ngài có khả năng ban phước cho mình, mà cái lời dạy của quý ngài có khả năng giúp mình hết khổ. Thưa đại chúng, giúp cho mình hết khổ cái gốc á, tốt hơn là giúp cho mình cái khổ ở trên, cái ngọn. Pháp Hòa ví dụ, quý vị đói bụng, quý vị nghèo, Pháp Hòa mang của đến và cho, cái này là giúp cái ngọn thôi, không phải cái gốc. Nhưng mà nếu Pháp Hòa chỉ, bây giờ quý vị có khả năng làm nghề, mình dạy cho người ta làm nghề,
Rồi xong rồi ta biết được cái nghề đó, người ta sống, từ đó người ta vươn lên. Cái này mới chỉ cho người ta sống cái gốc nè, phải không? Còn bây giờ mình cho cái nghèo, mình cho người ta chén cơm, người ta no lúc đó thôi. Nhưng mà rồi bây giờ cho người ta 2 kg gạo, người ta ăn tuần, 2 tuần, hết 2 tuần đó người ta nghèo tiếp, ta đói tiếp. Nhưng bây giờ thay vì vậy đó, mình làm sao mình giúp cho người ta có khả năng biết trồng lúa, làm việc để người ta vươn lên từ sự sống. Đạo Phật là giúp cái đó, giúp. Còn của mình, dù mình khổ quá, mình tới mình nói Phật, Phật ơi, Phật phù hộ cho con hết bệnh. Nếu mà lỡ ví dụ như là mình có phước á, được hết bệnh đi, nhưng mà đâu phải hết rồi thôi đâu, hết rồi phải tu, tu để tạo phước, tạo phước rồi thì cái nghiệp mình nó mới giảm. Thí dụ bây giờ mình lỡ mình làm cái điều gì sai, mà giờ mình lâm vào cái hoàn cảnh nguy nàn, mình xin Phật, lúc đó mình tha thiết lắm. Kỳ này mà con qua được cái tai nạn này, con ăn chay 3 tháng, con cúng chùa, con làm công quả, mình nói đủ thứ hết, may quá cái mình hết. Qua được cái tai nạn đó, nhưng mà rồi cái mình qua cái chuông đó, cái mình quên, mình quên cái việc đó đi. Có thể mình sẽ ăn chay 3 tháng, nhưng mà ăn cái trong tâm mình là ăn trả lễ, ăn để trả lễ là Phật có công phù hộ cho mình 3 tháng. Mà không biết thí dụ lỡ mình nguyện xong không thành, không biết có ăn không thì không biết. Hay là nói là tôi nguyện là được tôi mới ăn, mà còn không được chắc khỏi quá, phải không? Thành thử ra mình thường thường mình nhớ là đôi lúc Phật tử mình đến với Phật có điều kiện. Và quý vị để ý chút nha, nhiều khi mình tới với Phật mình có điều kiện á, Phật phải cho con cái này, con làm cái này, kỳ này mà con qua được cái nạn này con in 100 cuốn kinh, con ăn chay mấy tháng đó. Cho nên đôi lúc chúng ta có điều kiện với Đức Phật. Rồi Pháp Hòa chỉ muốn xin thưa đại chúng là khi mà chúng ta tu á, nó đạo Phật nó có một cái hay là luôn luôn giúp cho mình. Mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta, mình có tu hay không là ngay cái lúc mình đang gặp, mình đang lâm vào một cái việc gì đó, và cái cách hành xử của chúng ta như thế nào, ngay lúc đó là cái chỗ mình tu. Ví dụ như giờ người ta nói một câu sóc ốc mình, mình chửi lại người ta, mình nói tao tu nghe mày, ông tu mày chết mày với tao, thí dụ vậy. Nếu mà vậy thì thôi là xong rồi đó. Còn nếu như mình bây giờ ngay lúc đó, bây giờ người ta sóc ốc mình câu nè, và mình đối xử như thế nào đối với người này, mình sẽ im lặng hay mình sẽ quán chuyển như thế nào để cho cái tâm mình được bình an, và thậm chí mình nhịn họ không phải là mình ngu, là vì ngay lúc đó mình tu. Mình tu là vì mình, nếu mình nói lại một câu thì sự việc nó sẽ tệ hơn nữa, phải không? Ví dụ mình đang đối tác với một cái người đang làm ăn, thậm chí họ nói một câu mình khó nghe lắm, nhưng mà giờ mình với họ đang làm việc, nếu mình trả đũa lại một câu á, mình dư sức. Nhưng mà xong rồi thì sự việc này nó sẽ như thế nào? Cho nên cái mà nhìn rộng ra một chút, nhìn xa ra một chút, cái đó đạo Phật gọi là quán. Quán tức là mình biết nhìn sâu vào một vấn đề, mà đừng có vội vã phán xét, đừng có vội vã định đoạt, đừng có vội vã trả đũa. Tại vì mình mà trả là một đũa, ta đưa mình tới 10 đũa là lúc đó gấp không kịp á, phải không? Mà lúc đó là không chừng nữa, hốt không kịp nữa. Cho nên đôi lúc mình phải biết rằng cái cách mà tu tập theo đạo Phật là ngay trong cuộc sống của chúng ta, những chuyện nó đến với mình, tu hay không là ngay chỗ đó. Cái cách của mình ứng xử như thế nào để cho sự việc nó khá hơn. Và thưa đại chúng, nhiều khi mình nghĩ vậy nè, cái người dưng, thậm chí đôi lúc người nhà của mình mà còn đối xử mình như vậy, thì người dân nước lã ta đối xử với mình như vậy cũng là chuyện bình thường. Quán chút vậy cái tự nhiên mình nhẹ. Rồi thí dụ lỡ mà người dân mình, người thân của mình đói vậy, mình nói thôi kệ, dù sao họ cũng người nhà của mình, quán vậy cái này mình nhẹ được cái đó. Thế đó có nhiều khi mình nói ủa sao kỳ vậy, ba hồi quán người thân, ba hồi quán người dân. Vì quán như thế nào để mà tất cả cái hoàn cảnh đó nó trở nên tĩnh lặng hơn, an ổn hơn. Trong một cái trong rổ mà chúng ta múc lên, múc một rổ cát lên, và chúng ta đãi cái đó, chúng ta tìm cái gì? Tìm vàng. Nhưng mà nhiều khi múc một rổ lên đãi không có vàng, đãi rổ thứ hai, đãi cầu mấy chục rổ mới có thể kiếm được một chút xíu. Thì ở cái xứ này cũng vậy thôi.
Bây giờ trong cuộc sống của chúng ta nè, nhiều lúc mình đi vô trong cái chỗ làm á, mình phải đối diện với những người khó thương lắm. Họ luôn luôn họ kiếm chuyện với mình. Và cái quán của mình là thôi, không sao, họ kiếm chuyện, mình kiếm tiền. Không có ai kiếm chuyện để sống hết á, toàn là kiếm tiền để sống không à. Thì tu hay không là ngay lúc đó. Cho nên ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa đại chúng phải nắm cho rõ cái chữ tu của Đạo Phật. Chữ tu Đạo Phật không phải là ở trong chùa, không phải là những giờ phút nghe pháp thoại. Bây giờ mình gặp quý thầy, mình chắp tay, mình cung kính như thế nào? Thì hàng ngày đối với tha nhân mình có cung kính được như vậy không? Cái đó đó là chỗ tu đó. Mình chắp tay mình xá quý thầy được là chuyện thường, tại vì mình nói quý thầy là thầy. Nhưng mà mình thấy rằng họ cũng là thầy của mình đó. Họ cho mình một bài học nhẫn nhục lớn lắm. Nhiều khi thầy á, chưa chắc thầy cho mình được bài học đó, tại vì thầy lúc nào cũng dễ thương với mình. Thấy không? Thì thầy cho mình được một cái bài học là mềm mỏng, yếu điệu trước mặt thầy. Nhưng mà sau lưng thầy mình cứng đơ, cứng ngắc. Thì cái người mà đối với mình như thế nào, ngay lúc đó là cái tu của mình. Cho nên cái đầu tiên mà chúng ta nhận được là gì? Thánh ngôn sở nhiếp. Nghĩa là chúng ta hãy thu nhiếp những lời của Phật Tổ mà chúng ta tu tập. Mà nếu chúng ta không có cái đó thì giống như đường mình đi không có đường vậy đó. Bây giờ Pháp Hòa thấy mình đi đâu cũng là bước vô xe cái bấm GPS rồi, bản chỉ đường, là mình nghe lời cái bản chỉ đường răm rắp vậy đó. Nhiều lúc biết đường rồi nhưng mà thôi, nó nói quẹo đây không dám quẹo ngược lại. Đây nó nói rồi. Mình nhiều lúc mình chưa tin, mình phải tin cái bản đồ này chứ, phải không? Thì cái thánh ngôn sở nhiếp nó cũng giống như cái bản đồ này, chỉ cho mình quẹo như thế nào, đi như thế nào. Mặc dù có đôi lúc nó đi xa hơn mình đi tắt à, mình biết đường đi tắt này, nhưng mà ở trong bản nó ít khi nào chỉ mình, ta chỉ rất là đúng đường. Chịu khó đi chút vậy an toàn trên xa lộ. Thì ở đây thứ nhất là Pháp Hòa muốn thưa đại chúng là cái sự tu của chúng ta. Và đôi khi chúng ta hiểu cái chữ tu á, nó rất là chưa có rõ. Và thậm chí chúng ta nghĩ là ở trong chùa mình mới tu thôi, còn bước ra ngoài là không phải tu. Hay là mình nghĩ là tu là cái gì khi mình gặp kinh điển, gặp các bạn trong chùa, gặp không. Chữ tu này nó là hơi thở của mình. Tu này là hơi thở của mình. Mình không tu là mình chết. Thì mình ngưng thở là mình chết. Thì cũng giống như mình ngưng tu là mình khổ. Và tu là gì? Là mình có đủ khả năng ứng dụng mọi việc trong cuộc sống. Ví dụ như mình bị la oan, mình không làm điều đó, nhưng mình bị la oan, mình quán chiếu như thế nào để cái lời đó nó không làm mình khổ. Thì đó là mình tự. Thật ra trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta mỗi ngày chúng ta đều phải có cái đối tượng của nó. Ví dụ con mắt mình, đối tượng của mắt mình là gì? Hình sắc. Đối tượng lỗ tai mình là gì? Âm thanh. Đối tượng của lỗ mũi mình là gì? Hương vị. Đối là mùi. Đối tượng của cái lưỡi mình là vị nếm. Đối tượng của thân mình là xúc chạm. Đối tượng của ý mình là gì? Là phân biệt. Nhìn mọi hình thức mình phân biệt. Như vậy thì bây giờ cái mà chúng ta mỗi ngày, bây giờ hiện tại bây giờ quý vị đang làm gì? Một là nhìn, hai là nghe, thấy không? Rồi thậm chí còn ngửi nữa. Nếu mà hiện tại trong cái phòng này không có khói hương, hay là không có ai chiên chả giò bánh xèo gì xung quanh đây, chứ nếu mà có mà nó lan vô trong này chút á, ngồi giảng nhưng mà hít hít một chút ha, xong cái khều khều hình như bánh xèo đó. Hình như chả giò đó. Không lúc nào mà sáu căn của chúng ta thiếu đối tượng. Thậm chí chúng ta ngủ nhắm mắt lại rồi, nghe gì rụt rịch, cái đối tượng mình, tiếng nghe, nghe tiếng gỗ đó, nó rãng ra trong mùi, trong mở sự nhà này chắc có ma. Ở trong hàng ngày của chúng ta luôn luôn vậy. Thì hàng ngày cái tu của chúng ta là tu đó. Thí dụ bây giờ cái hình sắc của người đó xuất hiện trước mặt
và mình đã nhìn người đó như thế nào, và tâm mình đã phán xét người đó như thế nào. Mình hãy tu ngay cái tâm niệm. Ai biết đâu, mình nghĩ xấu người ta, không ai biết, chỉ mình biết. Mình ganh tị với người ta, không ai biết hết, chỉ có mình biết. Và mình đã tu tập được cái tâm ganh tị nó như thế nào. Có nhiều khi mình nhìn một cái người đó làm một cái việc gì đó, mình phán xét liền. Mình không cần, mình nhận định cái việc đó là như vậy. Cho nên cuộc sống của chúng ta khổ nhiều hơn vui, là vì chúng ta cứ bắt mọi thứ nó như ý mình. Và thậm chí chúng ta bóp méo một sự thật để chúng ta tự lên án một người nào đó và làm khổ lấy mình. Nhất là những người thương của mình. Nhiều khi chúng ta nhìn cái người thương đó, chúng ta thấy họ làm một việc gì đó, chúng ta chưa hiểu hết cái công việc, sự việc đó lúc đó là như thế nào. Cho nên nhiều khi mình nghe hàng xóm về mét con mình, con mà như thế này, con mà như thế kia, mình chưa kịp hỏi thăm đứa con mình sự việc như thế nào là bắt đầu mình đem nó vô, mình bố cho nó một trận. Rồi xong rồi nó nghe nó tức, nó khóc, nó ức, có nhiều đứa nó chịu không nổi, nó thể nó tự vẫn nó chết. Có nhiều lúc nó đi rong riêu hoặc là nó cãi lại mình, mà nó cãi lại mình thì nó sao hổ, bất hiếu, vân vân. Thành thử ra mình cứ leo thang cuốn nuôi một cái khổ mà từ một cái niệm sai, từ một cái niệm sai. Cho nên á, chư tổ thường hay nói với chúng ta khổ từ một cái niệm ban đầu. Cái niệm ban đầu là niệm gì? Cái khởi niệm, cái ý tưởng mình ngay lúc đầu đó, mình cho sự việc nó là sai đó. Rồi bắt đầu mình diễn tiến một cái cuộc hành trình sai quấy. Mà có những người, người ta có khả năng giải thích, có những người thì người ta không có khả năng giải thích, người ta chỉ ôm mất cái đau khổ một mình người ta thôi. Là mình với người đó có một nội kết. Nội kết là gì? Là cái cột ở bên trong. Ví dụ có nhiều người, người ta bực mình, người ta nói cho mình nghe, vậy mà đỡ rồi nha. Nhiều khi ta nói cho biết là tôi bực anh, tôi đang buồn chị á, nhiều lúc đấy là một cơ hội để cho mình giải tỏa điều đó. Nhưng mà nếu có những người, người ta không có khả năng giải tỏa, người ta ôm trong lòng người ta. Vậy cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải làm một đức Quan Âm, là phải lắng nghe và nhìn. Thí dụ mình lắng nghe con cái, người thân của mình, mình phải nhìn thấy người thân của mình để làm gì? Để mình cứu khổ họ kịp lúc. Tại vì có những người có khả năng nói mà có những người không có khả năng nói. Có những người á, thí dụ không bằng nói ví dụ như này, quý vị có một cái chuyện khổ lụy gì, cái quý vị hay đến chùa quý vị thầy giúp được con, cái đó khấn làm sao, cái đó vái làm sao? Tại vì mình nghĩ á, mình muốn được cái việc đó phải khấn cho đúng, khấn đúng thật nó ok, và khấn không đúng thật không chịu. Cho nên mình hay đi xin các thầy các cô chỉ cho mình cách khấn. Nhưng mà thật ra thưa đại chúng, khi chúng ta có cái nguyện gì, không cần bài bản, không cần ai chỉ mình hết, mình cứ thật tâm thành ý đứng trước Phật, những gì trong lòng mình bật ra. Đấy, Pháp Hòa mới nói về cái, nếu đứng trên cái phương diện cầu nguyện á, đứng trên phương diện cầu nguyện mà khấn, chúng ta không cần hỏi ai hết. Còn các thầy mà chỉ cho mình một cái bài khấn, mình thấy trong kinh sách in đó, đó là một cái sườn đại ý để cho chúng ta nắm được cái ý thôi. Còn tất cả từ tâm thành vậy. Ví dụ như mình đến với Phật, mình nói con đang lâm trọng bệnh, xin Phật Bồ Tát thương gia hộ cho con, tìm sớm được gặp thầy gặp thuốc cho con chữa lành bệnh. Và khi con hết bệnh thì con mượn thân này để con tiếp tục con tu tập, phụng sự Tam Bảo, làm lợi người lợi đời. Con nguyện từ nay không đem thân làm ác mà dụng thân làm thiện. Tâm thành của mình muốn gì mình nói. Có thể mấy mươi năm qua con đã dùng cái thân con làm nhiều việc xấu, cho nên hiện nay thân con lâm bệnh. Con nguyện rằng khi thân con phục hồi lại thì con không sử dụng cái thân này làm ác nữa, mà biết dụng thân này làm thiện. Cũng giống như một cái hoa này mà nó héo, nó hư, nó không còn tươi để mình chưng ở đây nữa, thì mình đem phơi khô nó đi, mình làm ra cái hoa khô mình chưng vẫn được. Cái quan trọng là chúng ta biết cách chúng ta sử dụng cái hoa khô. Nhiều khi hoa có thể sử dụng được, tùy theo cái cách mình muốn đó.
Ví dụ mình hoa hồng mà mình muốn để sử dụng được á, thì khi nó hơi héo là mình đem trút cái hoa nó xuống, mình treo nó lên. Khi nào mà cái hoa nó hoàn toàn nó khô là nó sẽ đứng lên. Còn mình để yên là nó cúp cái đầu nó xuống rồi thì khó gì sử dụng lại thành hoa khô. Trước nó rụng thì mình nên treo nó lên ở một chỗ nào đó để cho nó thật khô tự nhiên nó. Ở một cái mức độ khô đủ cứng, nó tự nó cứng mà nó không bị cúp cái đầu. Vậy thì chúng ta muốn sử dụng hoa khô trước khi nó héo thì cũng có cái nghệ thuật để làm điều đó. Thân này cũng vậy. Cho nên có những người người ta bệnh nhưng mà người ta vẫn cho cơ thể này cho y học, để trước khi cái thân này trở về với cát bụi thì sự hữu dụng này vẫn dùng được cho y học. Vừa rồi có ngoài có nghe một sư cô bên Mỹ mất, và sư cô bị đột quỵ. Thì khi sư cô đột quỵ như vậy thì đem vô trong bệnh viện, thì bệnh viện khám phá ra rằng á, thân thể sư cô còn tốt hết, gan tốt, phổi tốt, mọi thứ tốt hết. Và cuối cùng toàn thân của sư cô, toàn bộ phận trong cơ thể sư cô cho hết. Và người ta, quý vị biết không, hàng ngày biết bao nhiêu người sắp hàng để được thay phổi, thay gan, thay tim. Chỉ cần một lá gan nào vừa được đưa ra, lập tức đưa đi gấp đến một cái bệnh viện đó để đưa cái người bệnh đó đi thay. Chờ bên Mỹ, Canada có những người người ta bệnh, người ta chờ thời gian thay gan thì danh sách nằm đó và họ trực phong suốt thời gian đó. Nghĩa là bất cứ giây phút nào có một lá phổi, lá gan ai đưa ra, lập tức đưa họ vô bệnh viện. Và cái người mất đó, mình hổ lấy lá gan họ rồi là lập tức đưa đi thay liền. Hữu dụng vô cùng. Vậy thì cái tôn của chúng ta cũng thế. Cái tôn của chúng ta nó ứng dụng trong mọi hoàn cảnh. Mà thưa đại chúng, cái hoàn cảnh càng bi đát khổ đau thì chừng tới chữ tu nó lại càng hiện rõ ra nữa. Vì tu nghĩa là chúng ta có khả năng chuyển hóa mọi tình huống của mình và của người, chứ không phải là chuyện gì khác đâu. Ví dụ hiện nay đại chúng đang ngồi đây, mọi việc im thấm, quý vị hiền lành, quý vị nhích chỗ, nhường chỗ, đó là chuyện bình thường. Mà nếu như mình ở một cái nơi nào đó mà người đó nói chị xích quan bên cho tôi ngồi coi, lời nói rất là khó nghe. Phải chị nói chị có thể nhích ra chân chút cho em ngồi chung với được. Cái lời nói thoát liền. Vậy thì cái người mình học cách nói, nhưng mà có những người người ta chưa biết cách nói thì mình học cách nghe. Người ta chưa biết cách nói thì mình phải học cách nghe. Còn người ta biết cách nói rồi mình không biết nghe nữa là mình dở. Cho nên cả hai đều tu. Người kia học cách nói, mình học cách nghe. Lỡ họ không biết cách nói thì mình phải có cách nghe của mình. Thử ra, thứ nhất là mình phải thánh ngôn sợ nhất. Và chữ thánh không phải là những bậc có khả năng ban phước, ban bùi cho mình hết, mà những lời nói của họ rất là thâm sâu, đủ khả năng chuyển hóa. Có một ví dụ câu đơn giản thôi. Ví dụ như có một cái em đó, nó sợ hư tóc. Nó vừa xịt cái keo lên, nó giữ tóc cho đúng. Nó đi đeo nó nhịn nhịn, nó sợ vậy. Nó nói, con sợ hư tóc. Thì cái vị đó nó coi con hư cái tâm mới sợ chứ hư tóc sửa mấy hồi. Câu nói đó đơn giản mà sâu không? Rồi thí dụ như cái vị kia mà người ta làm một cái việc gì đó mà mình có một câu nói rất là đơn giản trong cuộc sống ha. Ví dụ như nó, tại sao người kia như thế này, người kia như thế nọ. Nó, trời ơi, con ơi, bàn tay còn có ngắn có dài, con bắt mọi người giống con sao được. Cái lời nói ngay lúc đó, cái tự nhiên người đó là thánh. Người ta có khả năng, người ta đem một cái cục giận của mình, người ta quất thật xa và một cái nhẹ nhàng, nó không cần làm gì hết. Có đôi lúc chúng ta đánh người ta một cái rầm, người ta nằm xuống, người ta ngồi, người ta đánh một tiếng. Nhưng mà nhiều khi chỉ một lời nói nhẹ nhàng mà giải hết. Ta chấp nhận, ta đi nhẹ nhàng, sướng quá chừng sáng lắm. Có phải vậy không? Giống như Pháp Hòa kể này, chúng nghe câu chuyện ở trong cái quyển Cổ Học Tinh Hoa vậy đó. Có một cái ông làm việc cho vua đó.
Ông lỡ ông làm phạm ý của vua thôi, vua đem ra chém đầu. Và các vị khác can gián cỡ nào cũng không chịu hết. Vậy mà có một ông quan tới ông ấy, ông tới ông nói với cái tên tội nhân: ngươi đó, tội của ngươi đáng phải chém hai lần. Thứ nhất là phạm định của vua, thứ hai là ngươi đã làm cho vua bị mang tiếng vì một việc nhỏ mà cắt cái đầu của ngươi. Ông vua nghe xong sợ mình bị tổn thương danh dự quân sĩ, tha cho nó liền, kẻo để ta mang tiếng. Nhưng mà nếu hồi nãy mấy ông kêu vô xin quá chừng luôn, không được, chỉ một lời nói thôi. Mà có cách nói, có cách nói. Người đó nghe, tội nặng lắm đó nghe. Ngươi đã làm cho hoàng thượng mang tiếng vì một cái chuyện nhỏ mà chém đầu của ngươi. Ông kia sợ bị tổn danh dự quá, tha cho nó đi, không thôi ta kẻo ta mang tiếng. Quý vị hiểu ý mà nói, chỗ đó là cũng thánh đó. Cho nên mình có đủ khả năng mình quán chiếu. Có nhiều khi mình chửi ào ào mà càng chửi sự việc nó càng tệ. Một lời nói nhẹ nhàng thôi đã chấm dứt mọi chiến tranh. Có một lần á, trong nội bộ Phật giáo các vị muốn tranh đấu là các ni phải bằng với tay, thì có một hòa thượng đứng lên trong buổi họp: Nam Mô Di Đà Phật, chúng ta thường niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đâu có ai niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Tăng Phật đâu, ni rồi tới Phật liền, ni sư tranh đấu thì chi nữa. Hết liền. Còn nếu mình đứng lên mình nói mấy cô như thế này, mấy cô như kia, chiến tranh nữa phải không? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đâu có ai niệm Tăng Phật đâu, ni là liền tới Phật. Tụi tôi còn xa Phật lắm. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Thánh ngôn sở nhiếp. Cho nên nếu mà mình thu nhiếp cái lời thánh ở trong đầu mình á, chờ mình tu nó nhẹ nhàng vô cùng. Pháp Hòa nói ví dụ ai tới nói: trời ơi sao cuộc đời em khổ quá, cuộc đời em sao nó nhiều cái nặng nề quá, không được nhẹ nhàng như chị. Nói em ơi, trong chữ nhẹ nó cũng có dấu nặng mà em. Chữ nhẹ nó có dấu nặng mà, phải không? Rồi cái cô cái nói: trời ơi sao em không có được hương sắc giống chị. Nói em ơi, trong chữ xấu nó có chữ sắc mà em. Xấu cỡ nào cũng có sắc chứ, không thôi ế chết. Nhiều khi nó không hợp với mắt mình nhưng nó hợp mắt với người khác. Nhờ vậy ai cũng có, không có đôi có cặp hết. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng, thế nào là thánh ngôn sở nhiếp? Cứ lượm mấy câu nói nhỏ nhỏ bỏ trong túi vậy đó, bỏ trong túi vậy đó, mà mình sống nhẹ nhàng vô cùng. Ví dụ như lỡ mà ai mà ở cái xứ kẹt xe này là người ta dành nhau người ta đi nữa. Hồi sáng này có một chú đang xếp hàng đi vô máy bay đó, chú mới thấy Pháp Hòa đi tới, cái chú né né, chú tránh, cái nhường nó thầy đi trước. Thôi khỏi chú ơi, em hơn được người mà em cũng đứng sau nhiều người, thôi hơn chứ. Hơn được chú à, chú đâu có quyền cứ cho em đứng hơn người nữa đâu. Em hơn chú thôi, nhưng mà em cũng sao cả chục người, cả ngàn người. Thôi khỏi, Pháp Hòa nói vậy đó. Rồi quý vị mới nói: thầy, thầy xin thầy cho con cái ý kiến. Pháp Hòa nói: cho ý thì cho, nhưng mà chịu chịu thôi, tại vì em lúc nào ý của em chỉ là một con kiến. Chứ mình nói ý tôi là một con voi, khổ à. Nếu người ta làm không đúng ý mình là mình bực lên. Thôi bất cứ chuyện gì góp ý thì cứ góp, nhưng lúc nào cũng thấy ý mình chỉ là một con kiến, nghe cũng được, không nghe cũng không sao. Quý vị hiểu được đó không? Đó gọi là thánh ngôn sở nhiếp. Thánh ngôn sở nhiếp. Điều thứ hai, tại sao mình phải thánh ngôn sở nhiếp? Bởi vì mình muốn đối trị tạp nhiễm. Cái tu của mình nó không có gì lạ đâu.
chỉ là thực hiện một điều thôi, điều thứ hai thôi, đó là đối trị tạp nhiễm. Ví dụ bây giờ mình biết cái tâm mình hay ganh tị, tu tùy hỷ công đức, thấy việc lành của người là việc lành của mình, thấy niềm vui của người là niềm vui của mình, thấy người ta thành công là mình thành công. Không, và ví dụ giờ Pháp Hòa mới sống ở Nhật, nhưng mà nếu mà một em Phật tử nào nó lớn lên đây, nó học, nó làm rạng danh cho người Nhật, như vừa rồi Pháp Hòa đi các nước vậy, đi cái họ gặp mình mặc áo tràng nâu vậy đấy, họ nói hả, Việt Nam, Việt Nam, Pháp Hòa nói yes, I'm Việt Nam number one. Mình đâu có làm gì mà nó khen mình, nhưng mà nó nghe người Việt. Vậy thì ở cái vùng đó có thể có những người Việt đã làm việc tốt, mình ảnh hưởng lây chứ. Mình qua mình tự nhiên mới có bước xuống rồi, đi có mấy bước cho ta thấy cái dáng của người Việt Nam lên năm mà qua. Nếu mà lỡ ta đã vô năm mà then. Cho nên tạp đối trị là gì? Cái tu của mình là vậy nè, khi cái tâm mình nó khởi gì là kiếm cách trị. Đối trị tạp nhiễm, tạp tức là hỗn tạp, nhiễm là dơ, ô nhiễm ô. Mà cái tâm mình nó nhiều thứ nhiễm ô đó. Tham có không? Sân có không? Si có không? Mạng, nghi, đủ thứ những cái tạp nhiễm trong tâm. Thì bây giờ mình làm sao, mình kiếm một cách nào đó để mình trị cái đó. Cũng giống như đây quý vị, mình trong cuộc sống của chúng ta mình bệnh đó, mình hay đi kiếm thuốc. Bệnh gì kiếm thuốc đó? Trời chị, em đau chân quá, em đau lưng quá, em đau đầu quá, đau gì kiếm thuốc đấy. Vậy mà tâm này nó quá trời nhiễm mà không kiếm gì chữa hết. Tham cứ để cho nó tham, sân cứ để cho nó sân, si cứ để nó si, nghi ngờ cứ để nó nghi ngờ, rồi đủ thứ cái nhiễm mà càng ngày nó càng độc. Thì quý vị sẽ thấy rằng á, Pháp Hòa hay ví dụ, nếu như mà mình bị cảm á, mà mình không uống thuốc cho nó hết cảm mà đi uống thuốc bổ vô đó, cảm khó hết lắm. Bởi vì thuốc bổ mà là nó giữ cảm, cho nên người bệnh cảm là không được uống thuốc bổ, không có được uống sâm, không có nên ăn yến, không có nên ăn uống những cái chất bổ mà không phải vấn đề cảm, mà tất cả cái bệnh gì trong người của chúng ta. Nếu mà chúng ta đang bệnh mà bệnh chưa hết mà ăn đồ bổ vô đó, thì nó giữ tất cả những cảm lâu hơn, và thậm chí độc nó phát còn nhanh nữa. Ví dụ bây giờ nó là trong gan mình có vi trùng, mà mình ăn đồ bổ vô coi, vi trùng tăng lên liền. Tại vì đồ bổ đó nó chưa vô tới gan nữa, vi trùng nó bao hết lá gan rồi, thì đồ bổ vừa vô là vi trùng nó tiếp hết dinh dưỡng cho vi trùng, cho nên nó tăng trưởng còn nặng nữa. Cho nên á, tại sao Đức Phật trong đạo Phật ta nói rằng có 84.000 pháp môn? Thưa đại chúng, trên thực tế không có 84.000 pháp môn. Đó là một con số để đưa lên cái ví dụ rằng đó là một con số nhiều. Và ý muốn nói rằng đạo Phật không phải là một tôn giáo để chúng ta thờ phượng tín ngưỡng duy nhất, mà đạo Phật là một phương thức sống. Quý vị ở Nhật có những hoàn cảnh khổ đau của ở đây, thì có những phương thuốc Phật pháp, quý vị phải làm sao cho nó phù hợp ở đây. Pháp Hòa ở Canada, nó có những cái khổ của Canada, thì đạo Phật sẽ linh động gia giảm to phúc phù hợp với Canada. Đạo Phật là phương thuốc, mà phương thuốc đó đi tới đâu là nó tùy theo. Cũng giống như đó, mình cho con nít uống thuốc cảm, tùy theo tuổi mà cho uống. Nó nhỏ tuổi ít thôi, chia nhiều lần, không thể cho một lần giống như người lớn được, nó không đủ sức. Thì phương thuốc của đạo Phật là như vậy. Cho nên nói 84.000 pháp môn, thật ra nói 84.000 pháp môn là gì, một là gì, hai là gì, không có. Mà cái đó là tùy theo bệnh mà cho thuốc, mà có khả năng như vậy. Cho nên lấy con số 84.000 để ứng dụng. Thí dụ bây giờ mình không có tham của ai hết á, như mình tự tham à, đi chợ thấy gì rẻ à, mua à, không cần biết xài không, thấy rẻ là mua, thấy đẹp lại. Thì bây giờ mình trị cái tâm tham này nè,
biết đủ. Muốn trị cái tự cái tham đó là mình biết đủ. Và mình tự nói rằng, thưa đại chúng, trong cuộc sống chúng ta, chúng ta sử dụng mà không nên lợi dụng. Pháp Hòa ví dụ như á, mình dùng đồ bổ, một cái ví dụ sử dụng mà lợi dụng thì không nên. Cho nên thân này cũng vậy, thân này mình sử dụng cái thân mà không thể lợi dụng nó, lợi dụng nó mai mốt nó biểu tình, nó sụp đổ mau. Và nếu mà chúng ta muốn người làm, người ta chấp nhận, người ta làm người làm cho mình mà, thì mình sử dụng người ta đúng lúc, đúng giờ, đúng việc. Người ta làm hoài, làm mãi, còn mình lợi dụng người ta sẽ nghỉ sớm. Và thậm chí chơi bạn bè với nhau nữa, chị giúp cho tôi, mai mốt tôi giúp lại chị, có qua có lại, mối toại lòng nhau chuyện bình thường. Nhưng mà hãy lợi dụng người ta, ta biết được là ta nghỉ chơi. Trong cuộc sống này á, mình sử dụng hơn là lợi dụng. Và chúng ta vì cái nhu cầu chúng ta hơn là cái tham cầu. Vì cái tham cầu là vô cùng, vô cùng. Còn cái nhu cầu á, vừa chừng. Mà thưa đại chúng, trong cuộc sống này, cái mình cần đó, nó chừng mực lắm. Nhưng một cái trước mắt mà để cho nó hấp dẫn mình đó, nhiều không? Nhiều lắm. Nổi cái chuyện cái phone tai thôi đó, chạy ra nó không nổi đâu. Quý bác nào mà xài phone tai mà không biết tắt á, xài cái đơn giản thôi. Thể vô cái đạo tràng mà ta yêu cầu tắt phone, biết chỗ tắt. Mà mình ngộ cái biết on mà không biết off. Biết nút mở lên mà không biết nút tắt. Con người nó y hệt vậy đó. Thà không có là thôi, cứ đầm đầm vậy đi. Có một cái rồi off chịu không nổi. Hồi mấy chục năm trước không có phone sống hạnh phúc không? Sống hạnh phúc. Bây giờ có cái phone rồi, kêu là cái phone tay, phone cầm tay mà thiệt là cầm chân, không đi đâu được. Ở đâu cũng bị kiếm đó. Thậm chí giờ luôn có luôn định vị nữa. Ở đâu là bị ta lên ta định vị là khỏi nói dốc luôn. Cho nên cuộc sống của mình càng nhiều thì mình nói như vậy không có nghĩa là nó sai. Không phải. Đạo Phật không có dạy cho chúng ta lùi, mà Đạo Phật dạy cho chúng ta cùng nhịp, nhưng mà chừng mực, lượng sức mà đi, chứ không ai biểu mình chạy. Cho nên thưa đại chúng đừng hiểu lầm. Đạo Phật dạy cho chúng ta lui sụp, Đạo Phật dạy cho chúng ta bi quan, Đạo Phật dạy cho chúng ta không tiến bộ. Không, anh có khả năng nào, anh nên làm đúng khả năng là anh hạnh phúc. Mà anh hương cái khả năng anh là anh tự anh làm khổ. Còn nếu anh có khả năng mà anh không làm, đó là anh không có chịu đóng góp. Cho nên quý vị thấy không, có những thầy làm xã hội vì có khả năng của thầy đó. Có thầy đi giảng kinh vì đó khả năng của thầy đó. Có thầy đó chỉ đi tụng đám tang thôi, không sao, nhờ những thầy đó mấy thầy khác mới được rảnh lo việc khác. Cho nên mỗi thầy mỗi việc, ai cũng có việc của mình hết. Trong cuộc sống này nên thấy như vậy, để chúng ta đối trị cái tâm ganh tị. Trong một ngôi chùa, cái chị đó đó chỉ lo việc thư ký, mình lo việc nhà bếp, không có ai hơn ai đâu. Đừng có nói rằng chắc thầy cô thương chị đó hơn, tại chỉ ngồi bàn thư ký, còn mình dưới bếp không à. Trời ơi, nhiều khi dưới bếp chứ cần lắm. Chị thư ký chị cũng đói meo nếu không có chị dưới bếp. Mà nếu mà không có chị nấu bếp mà nấu ăn, ai tới thì cúng. Ta ăn ta mới cúng chứ. Nên nếu mà nói cho cùng nữa, cái chị với bé quan trọng đó. Mà mình đừng, thật ra ai cũng giống nhau. Có một lần có vị nó lên hồi nhỏ đó, Pháp Hòa thấy trong chùa hay để trưởng ban điểm hước. Trưởng ban gì? Pháp Hòa hỏi rồi trưởng ban nào ai lớn. Hồi nhỏ mình không biết mình là ai lớn hơn ai. Thì lúc hồi nhỏ thì cái vị đó mới giải thích cho Hòa là, nói đơn giản thôi, ai cũng giống nhau. Khi mình lớn lên á, mình mới nói đúng rồi, cái anh đánh lo điện thì cũng phải có người lo nước, thì không thể nào nói ai lớn hơn ai được. Thì trong cuộc sống cũng vậy, thí dụ chồng đi làm, vợ ở nhà lo nấu cơm, người chồng cũng không thể coi thường người vợ, nó tối ngày chỉ biết ở nhà xài không, không làm ra tiền. Nghĩ như vậy cũng không nên. Đó mà mình, nhưng mình nhớ đừng bao giờ nói câu đó.
Vì cái câu đó là cái câu là tình cảm nó sẽ sức mẻ. Không phải ngay câu nói đó mà nó sẽ giam cái câu đó. Và thậm chí về chồng mình nó đang đi làm thất nghiệp một năm trời, mình phải thật là khéo léo. Tại vì thường người ta hay mặc cảm, người ta không làm ra tiền. Cho nên sự tu tập của chúng ta nó ở ngay những cái chỗ đó đó. Nó ngay chỗ đó, đó. Để đại chúng thấy là hiểu là đừng có nghĩ rằng đạo Phật là ở đâu mà xa vời, mà ngay trong từng tâm niệm, từng cái cuộc giây phút trong cuộc sống của chúng ta. Rồi bây giờ quý vị thấy có phải là cái tâm mình nó nhiễm nhiều thứ không? Cho nên hễ lúc nào cái nhiễm nào nó khởi mà mình có cách mình trị nó đó, thì cái này là tu. Mình thấy người ta nghe lời mình răm rắp, mình phải lợi dụng người ta, thì lập tức nói với mình rằng không nên lợi dụng người ta như vậy. Có thể người ta thương mình, người ta cam tâm tình nguyện làm việc đó, nhưng ở đời cái gì nó cũng có nhân có quả hết. Có thể mình đang hưởng quả một cách ngon lành, với tay là hái, với tay là hở, nhưng nhớ nha, cái trái mà nó ngay tầm tay mình thời gian thôi, mình với kiểu đó thì có ngày nó cũng hết. Rồi tới hồi mình với không nổi nữa là leo lên hết rồi. Biết không, một là héo, hai là chim ăn. Đừng có nghĩ lúc nào mình với tay hái là có trái, là mình lợi dụng. Cho nên vừa rồi Pháp Hòa nghe cái vị mới kể lại cái truyền thống của bên Hàn Quốc. Đó là người ta hái hồng đó. Rồi những cái trái nào mà mùa đông mà nó còn dính trên cây không cho hái, vì những cái trái đó người ta để dành cho chim ăn. Trên bên Hàn Quốc là những cái trái cây mà còn lại trên cây đó, mùa đông ta không cho hái, ta để đó vì có những con chim nó đói, mình hái hết chim nó ăn cái gì. Thật sự là quý vị thấy đó là một cái cách người ta sống mà ta nghĩ. Không phải giữa con người không, mà ngay cả những loài súc sinh. Cho nên đạo Phật ta cầu siêu cho người mất, đó là cái tâm mình rải xuống cho người trong cõi âm mà chúng ta không thấy họ. Họ có nghe không? Mình không biết. Nhưng mà ví dụ bây giờ mình tụng mà không ai nghe đi nữa, thì ít nhất tâm từ của mình cũng phát khởi, hướng họ mà làm. Ông bà mình đi đầu thai mấy chục kiếp rồi, 30 năm rồi vẫn cầu siêu, không sao hết. Vì sao? Vì đó là cái tâm mình vẫn còn hướng về ông bà. Chứ nếu mình nói ông bà tôi đi rồi, 10 năm sau hỏi ba chị tên gì tôi không nhớ, mình không nhớ thì lấy chị cháu mình nó nhớ. Thành thử tụng một thời kinh vì người đó, mà dù sau 30 năm vẫn có tác dụng. Không biết ai hưởng đó, nhưng mà ngay đời này những người còn sống đây họ đều lợi lạc từ một thời kinh đó. Không có cái gì mà nó vô dụng hết. Ăn thua mình biết sử dụng chứ không lợi dụng, mà cũng không phung phí. Quý vị nhớ cái này. Và mình thấy rằng rõ ràng, thí dụ bây giờ người ta chồng mình hay con mình hay ai đó thương mình, cho mình đi làm việc thiện cũng phải chừng. Vừa rồi có một Phật tử mới nói Pháp Hòa, nói giờ con đi làm từ thiện mà chồng con thì chưa có biết phát tâm. Rồi đôi khi con làm mà từ thiện con lấy luôn cái phần của ổng hay thế nào thế kia. Pháp Hòa nó không nên. Mình nên làm như thế nào mà thiện là gì? Thiện là thường chúng ta nói từ thiện, nghĩa là việc làm đó phát từ tâm từ. Mà mình từ thiện cho hàng ngàn chúng sanh, mà có một chúng sanh đang đau khổ vì hành động từ thiện của mình, thì từ thiện này chưa viên mãn. Mình phải làm sao cho chúng sanh này khởi phát trong cái khả năng của họ. Cho nên nhiều khi mình quên được phần mình nè, quên người khác, cái này cũng thiếu đó. Cho nên tự giác rồi, nhưng mà phải giác, giác tha. Giác tha, giác tha đến, giác tha nghĩa là mình khuyến khích người khác. Giống như Pháp Hòa hiểu đạo, Pháp Hòa tu đạo, Pháp Hòa có cái lợi ích khi chúng ta khi Pháp Hòa tu. Rồi hôm nay Pháp Hòa đích thân đến đây nói cho đại chúng nghe bài pháp, đây là gì? Giác tha, mà khuyến khích thôi chứ không có thấy ai
mà mình không có thể nào làm cho ngồi đây một vài trăm người giác ngộ hết đâu. Nhưng mà ít nhất mình khuyến tấn, người ta nghe một tiếng đồng hồ mà ta lượm được 10 phút, giác được chút rồi, ta ngộ được chút đó đỡ lắm, ta tăng lên được chút. Một giọt nước mình nhỏ vô, tuy nó không nhiều nhưng đỡ hơn không có giọt nào. Cho nên á, nuôi dưỡng cái tâm thiện của nhau bằng cách đó. Và thưa đại chúng đừng có buồn là trời ơi sao tôi tu hoài mà tôi vẫn còn tham. Nếu mình hết tham thì mình thành Phật. Còn khi nào mình biết mình vẫn còn tham là mình là người tu có tiến bộ, gì biết mình có tham, biết mình có sân. Cho nên khi nào mà ngồi thiền mà thấy cái tâm mình nó nhảy quá trời quá đất á, đừng có buồn, vui lên, vì bắt đầu có định. Có định mới biết mình đang loạn. Chứ hồi xưa đó loạn là mình chạy theo, loạn là mình chạy theo. Bây giờ khi ngồi đây biết tâm tôi đang loạn là bắt đầu có tịnh. Còn ví dụ mình nó khởi cái ý nghĩ là mình cứ theo cái dòng tư tưởng đó. Ví dụ mình đang ngồi tụng kinh hay là mình đang ngồi thiền, cái tự nhiên ở đâu nó có một câu đó, anh ơi nếu mong không thành thì sao. Mà nếu mình ngồi mình tiếp nó mua cha phú chuột uống vô cho rồi đời, mà mình đi theo nó. Nhưng mà vừa đang ngồi đây mà nó này hỡi câu lên ấy, không sao đâu, để anh ngồi trước. Anh ơi nếu mộng không thành thì sao, chấm dứt vậy đó, nó không sao đâu em. Cho nên một cô nào đó họ có quyền đưa một cái bài thơ vô hỏi thầy, thầy ơi học đạo để làm chi, dưa muối tuôn trao có ích gì, tuổi trẻ đời trai sao thầy chán, thôi về xây mộng với em đi. Nhưng mà nếu mà mình đọc cái bài thơ đó xong mình động lòng, mình viết thơ, mình đáp ứng lại không, thì cái này là mình bị lôi nè. Đọc xong vẫn run cảm, không ngờ mình vẫn có người để ý. Vừa sau đó định tĩnh lại liền, gửi cho cô đó một bài, thầy rằng học đạo để thoát ly, dưa muối tương trao dưỡng tánh đi, tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để anh đi. Cho nên thưa đại chúng, cái nhiễm là chuyện bình thường, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết nhiễm để tìm phương trị nhiễm. Tôi giận nó, tôi la nó, nhưng mà tôi nhớ trực lại thôi, nhiều đủ rồi. Đó là mình thôi. Cứ như thế mà làm hoài, cứ như thế mà làm hoài, vì con trâu của mình á, nó vẫn chưa thuần. Con trâu là tượng trưng cho cái tâm, và mình là một người chăn trâu, chăn cái tâm mình cho đến khi nào cái tâm mình nó thuần phục. Cho nên thưa đại chúng, cái niệm thứ hai, cái việc tu thứ hai của chúng ta là để làm gì? Mục đích tu để làm gì? Để làm gì? Đối trị tạp nhiễm. Mà muốn đối trị tạp nhiễm thì mình phải làm gì? Thánh ngôn sợ nhiễm, tiếp nhận những cái lời đó bỏ túi chơi. Nhiều câu hay lắm. Nhiều khi mình để một câu một này, đường đời chật chội nhiều chén lắm, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Cho nên rồi chỗ nào mà ta bon chen, bon chen vậy, cái mình cũng tự mình nói một câu. Nhìn nói được câu đó rồi, cái tự nhiên mình lùi lại bước thôi. Ai thứ nhất thì tôi thứ nhì, ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba. Và đại chúng để ý thôi, mình hơn được người chứ mình thua hàng vạn người mà không chịu, mà không bao giờ thấy cái đó. Cứ miễn hơn người là lý ởn lại vui. Cho nên nhiều khi mình muốn lái xe mình lướt người ta đó, mà lỡ ai lướt mình á, nghĩ vậy nè, thôi người ta có việc gấp, ta cần đi, mình đâu gấp gì đâu, nhường đi, lủi ra một chi rồi, muốn mau hơn 5 phút thôi, mà cuối cùng một tai nạn xảy ra, mất mấy tiếng giải quyết, tại cảnh sát phải tới, làm thủ tục mất thời gian còn hơn, thôi chậm lại chút cái yên, đó, trị cái tạm gì.
Cho nên quý vị khi mình hiểu được cái chữ tu, biết được cách tu rồi đó, đơn giản lắm và thiết thực lắm. Và mình sẽ thấy rằng đạo Phật không phải chỉ những người đang ngồi bái lại, không phải có cái đó là, nhưng mà tất cả cái đó là đang trong giờ phút thu giết lời của Thánh. Không tụng kinh lấy gì minh Phật chi lý, không tụng kinh lấy gì biết được lời dạy mà đưa vào trong tâm thì phải tụng. Mà mình rất là rõ ràng, tụng không phải để Phật nghe, tụng để con nghe, tụng để nhắc nhở chính con hiểu được vậy đi, nghĩ được vậy đi. Tụng quanh năm suốt tháng không ai dám nói gì mình. Còn mình nói Phật ơi, con tụng xong bộ Địa Tạng rồi, nó nghe Phật nhớ ghi sổ con. Tụng vậy ta nó nói mình mê tín chứ. Còn mình tụng là mình, con tụng cho con nghe, con tụng để con ôn tụng, tụng để là ôn tụng lặp lại. Quý vị cứ để ý một bài hát mà chúng ta hát hoài không chán, buồn buồn mở karaoke mà tại sao mình không có karaoke kinh. Mình mở karaoke mình hát được thì mình mở kinh cho mình tụng, tụng hoài có sao đâu. Mình ăn hoài một món mình vẫn không ngán thì lời kinh này là thức ăn của tâm, còn những món kia là thức ăn của thân. Thức ăn của thân mà không ngán thì tội, tại sao phải ngán thức ăn của tâm? Mà cái khổ cùng cực là khổ tâm chứ không phải khổ thân. Cái khổ mà làm cho con người đi tới chỗ chết đó là cho cái khổ tâm. Chứ không ai nói tôi đói bụng quá tôi tự giận tôi chết. Có phải không? Như vậy thì bất vi pháp tướng là điều thứ ba là gì? Không bao giờ mình quên bỏ những cái tướng đó. Vì mặc dù cái nội dung là chính nhưng mà phải có hình thức. Đấy, thì bình hoa mà để đây là hình thức mà. Đâu cần, nhưng mà phải có. Chi vậy? Cho nó đẹp, nhìn cho nó son. Không có không được, có một chút. Tuy mình biết rằng cái nội dung là cái tâm, nhưng mà cái gì thể hiện cái tâm? Cho nên Phật còn phải bắt ấn mà. Một ấn, hai ấn, ấn ấn số một, ấn khen, ấn Phật bắt ấn thôi. Cuộc sống chúng ta muốn biểu lộ tâm là bắt ấn thôi. Thí dụ mà nói hôm nay tôi đến đây, tôi rất là hôm nay tôi tới đây tôi rất là được gặp tất cả quý vị đấy. Tay mình vơ ra để cho ta hiểu, ta thấy được cái lời nói của mình. Vậy thì cái ấn của Phật là biểu lộ cái tâm. Thì cuộc sống này những gì chúng ta làm là biểu lộ cái tâm này. Cầm cái hương hai tay lên biểu lộ sự thành kính, thắp cái hương lên cúng Phật biểu lộ hương giới, con nguyện tu học giữ giới giống như Phật để cho hương đức hạnh lan tỏa. Đem một dĩa trái cây lên cúng, con nguyện trồng tất cả quả lành cao như những dĩa trái cây con đang sắp đây. Sắp trái cây lên cúng là biểu lộ trồng cái quả lành thiện cao ráo luôn, không có lè phè. Cho nên mua trái cây về tùy theo bao nhiêu trái mà tìm dĩa. Thể mà 5 trái thì có thể 4 trái dưới trái trên, mà kiếm cái dĩa làm cho nó vừa giữ được 4 trái, để trái kia nó nằm cho nó vững. Lấy cái dĩa bự nó nằm 4 kia lắc, lắc rồi cầm lên nó rớt lên rớt xuống thì quả này nó rụng rụng. Hiểu ý không? Có cái ý như vậy. Cho nên tuy mình tu vậy đó, nhưng mà những cái tướng nó cần. Bây giờ mình chưa trừ được cái tâm nhiễm ô mà dám gì ra chỗ ồn ào ngồi, chưa được, tại vì mình chưa đạt tới chỗ đó. Và phải giữ cái tâm như vậy để mình thu nhiếp mình. Ở Nhật có một vị thiền sư rất là nổi tiếng, Morita Kaya. Cái vị này hồi làm sa di á, được thầy của mình dạy thỉnh chuông. Thì một hôm vị sa di này thỉnh tiếng chuông xong thì một vị hòa thượng kêu tới: con lấy tâm gì
con suy nghĩ gì mà con thỉnh tiếng chuông trong lúc đó? Dạ con đâu có nghĩ gì đâu. Không, cái tiếng chuông mà con phát ra được như vậy nhất định con phải có nghĩ cái gì. Dạ bạch hòa thượng, con không có nghĩ gì hết, nhưng mà hồi nhỏ lúc con vô tu, thầy con dạy con là mỗi khi thỉnh chuông á là phải coi tiếng chuông đó là Phật, phải coi cái chuông là Phật. Cho nên khi con thỉnh một tiếng chuông, con thỉnh bằng tất cả tâm thành của con. Và sau khi thỉnh chuông rồi, con xá chuông ba xá. Dạ từ nhỏ tới lớn thầy con dạy con thỉnh chuông chỉ có vậy thôi. Hòa thượng kia nói, đó, đó chính là lý do tại sao cái tiếng chuông của con nó hay như vậy. Con nhớ nha, từ đây cho đến ngày con nhắm mắt chết, đừng bao giờ quên cái tâm đó khi thỉnh chuông. Con mình vô mình cầm chuông, mình chỉ mình là đúng là nghĩa là gõ chuông đó, miễn sao có 3 tiếng được rồi. Mà mình không đem hết cái tâm của mình ở trong cái tiếng chuông thì tiếng chuông không có ngân. Tiếng chuông không có làm cho người khác cảm nhận được cái trầm lắng của nó. Cũng là một lời nói đó, nhưng nói bằng cái tâm từ khác à, nói bằng cái tâm ghét bỏ khác à. Cũng một câu trả lời mà trả lời qua lo cho xong việc, người ta cảm nhận khác à. Cũng một câu trả lời đó mà trả lời bằng trái tim giúp đỡ khác à, ta cảm được hết á. Tại vì sao? Vì chúng ta có nhận cái lời đó, truyền cái đó, người ta cảm cái lời nói của chúng ta. Cho nên á, thỉnh chuông, thỉnh mỏ, nấu ăn, làm việc đều là cái tướng thôi. Nhưng mà chính cái tướng đó mình làm bằng cái tâm gì để nó thể hiện không có nhiễm ô? Mình cũng giúp người ta vậy, mình giúp bằng cái tâm gì? Mình giúp bằng cái tâm gì thì ngay lúc đó tự mình biết để mình chuyển hóa cái tâm đó mình tu. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa muốn nhắc thôi. Thật ra thì cái này chúng ta nghe hoài rồi, nhưng mà chúng ta đôi lúc chúng ta còn mơ hồ chữ tu. Chúng ta nghĩ tu là ở đâu á, chứ không phải trong cuộc sống này. Và thậm chí nói trời trời, tôi muốn tu mà không để cho tôi tu, nó cứ chọc cho tôi trào máu hoài. Nó chọc mình trào máu, mình không trào đó. Còn nếu mà nó chọc mình trào là mình bị rồi. Cho thưa đại chúng, tu là gì? Là mọi cái cách chúng ta hành xử, chung cách chúng ta ứng xử mọi việc trong đời sống của mình. Nói, nín, hành động, suy nghĩ, việc gì chúng ta khởi tâm, đối việc đó như thế nào, hãy nhìn lại. Hãy nhìn lại cái việc đó chúng ta đã làm bằng cách nào, chúng ta nói như thế nào, chúng ta đã nghĩ như thế nào, để nó thể hiện cái tâm. Quý vị nhớ ba điều ha. Một là gì? Thánh ngôn sở nhiếp. Thứ hai là đối trị tạp nhiễm. Và thứ ba là bất vi pháp tướng. Bất vi pháp tướng là chúng ta không có lãng quên mọi cái hình tướng chúng ta làm, nhưng chúng ta làm bằng tất cả sự hiểu biết, không ai nói nữa. Chúng ta lần chuỗi niệm Phật, nhưng mà chúng ta hãy lần bằng tất cả thân tâm của mình. Thí dụ quý vị có thể 10 niệm một chuỗi. Đây nè: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm 10 hộp, niệm 10 câu bấm hộp. Ai có đi vô đi ra làm gì đừng có quan tâm. Đang là mới có ai gì làm Phật được không? Mới về hả con? Má có để tô phở nhớ không nha con? Giá để ông tủ quá con. Mình cũng niệm Phật vậy, nhưng mà cái tay mình vẫn lần, cái miệng mình vẫn niệm, mà cái tâm mình nó hỗn hợp nhất. Mà hỗn hiệp nhất vậy thì sao gọi là bất tâm bất loạn? Nhất tâm bất loạn. Mà hỗn hiệp nhất vậy thì sao gọi là tu thiền? Niệm Phật cũng phải có thiền, tụng kinh cũng phải có thiền. Thí dụ như nguyện đem lòng thành kính gửi theo lá mây hương, ta bấm chuông mở cửa con ơi, thượng thất thất mười phương cúng dường nói tam bảo, ai vậy con?
thì mình hỏi nó mới dám vô. Nó bà Năm nó kiếm má, nó bà Năm mà chờ má chút nghe con. Thề trọn đời giữ đạo. Thành thử ra tụng kinh như vậy không có thiền. Cho nên thiền là gì? Thiền là hơi thở. Thiền là hơi thở. Thiền là khả năng định tâm. Vậy thôi. Khả năng sống với giây phút hiện tại, khả năng định cái tâm này. Mình đang bực cái người đó, mình nói được hai câu rồi thôi, dừng đủ rồi. Nói nữa sẽ thêm phiền não, hư chuyện không nên. Ngay lúc đó thiền liền, không cần phải lên để tôi chạy lên chánh điện tôi ngồi thiền cái trễ mất. Ngay lúc đó, ngay lúc đó. Cho nên mình hiểu được cái cách tu rồi đó, thì quý vị sẽ thấy rằng tu theo Phật giáo và Đức Phật dạy chúng ta là khả năng ứng xử trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Và ứng xử như thế nào để làm cho cái tình huống, làm cho sự việc nó tốt hơn, làm cho mọi người xung quanh mình có an vui. Không phải chỉ lợi mình mà hại người, mà cũng không nên lợi người mà hại mình. Phải làm dung nhiếp cả hai mặt, mình và người đều có lợi. Đời đạo phải sống đạo. Cho nên tại sao Đức Phật đó, bắt cái tay chuyển pháp luân. Mai mốt quý vị nghe cái bài đó. Đức Phật chuyển pháp luân bắt cái tay. Tại sao mà cái tay nó đang tròn lại với nhau hai ngón vậy? Tượng trưng cho đời đạo nó dung nhiếp với nhau. Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, ngài lấy cái ngón cái ngài chấn, ngài lấy ngón phải ngài ôm. Rồi hôm nào quý vị nhìn cái tượng Phật Tỳ Lô Giá Na, cái đó là một cái ấn. Cái tay trái là tượng trưng cho cái quấy, cái sai. Lấy cái tay phải là cái thiện, cái lành, ôm được cái đó. Mà người nào mà sống trùng được cái đó, pháp thân sống khắp mọi nơi, gọi là Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na dịch nghĩa là biến nhất thiết xứ. Biến nhất thiết xứ là sự thanh tịnh này biến khắp tất cả nơi chúng. Nếu chúng ta lấy được cái tâm niệm thiện, thắng được cái ác, không nhất thiết ở chùa, trong tất cả mọi hoàn cảnh sống của chúng ta. Còn ví dụ như trong chùa mà tu được là chuyện thường, ở ngoài kia mà mình tu được thì cái đó là biến nhất thiết xứ. Cho nên chữ Tỳ Lô Giá Na dịch nghĩa là biến nhất thiết xứ. Mình tụng thanh tịnh pháp thân. Cái thân chúng ta đang có là thân gì biết không? Đây là báo thân. Báo thân là cái thân quả báo đời này mình nhận. Mập cao, lùn ốm, xấu đẹp tùy theo quả báo của mình. Cái thân chúng ta đang có là thân quả báo, gọi là báo thân. Và hãy dùng cái báo thân này như thế nào cho nó linh động, không có bị uổng phí. Cái đó gọi là dụng, đa dụng thân hay là ứng thân. Ứng thân là gì? Lấy cái thân này ứng hóa mọi nơi mọi chỗ. Ni trưởng ở đây là ứng thân đó. Có khi ứng Việt Nam, có lúc ứng đây. Phải vậy không? Mình cũng ứng thân, có lúc mặc áo tràng ngồi đạo mạo, có lúc lăng xăng lo công việc, ứng thân. Nhưng mà làm bất cứ việc gì, dù lăng xăng hay điềm đạm vẫn không khổ đau. Vì trong lúc làm là sử dụng pháp thân. Lấy cái báo thân này làm việc, mà tâm là tâm của pháp thân. Cho nên làm khắp mọi nơi mọi chỗ không mệt mỏi. Thiền ba ức hóa thân. Thích Ca Mâu Ni, quý vị nhớ không? Phật có ba thân đó: pháp thân, báo thân và niên bức hóa thân. Chúng ta hãy tụng hoài đó: thanh tịnh pháp thân, Tỳ Lô Giá Na Phật, viên mãn báo thân, Lô Xá Na Phật, thiền ba ức hóa thân, Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy đâu phải chỉ Phật mới có thân đó, chúng ta vẫn có cái thân đó. Nhưng mà tùy theo cái mức độ thiền định tu tập của chúng ta mà chúng ta dụng mà không khổ. Thôi thì Pháp Hoàng có chút xíu lời để chia sẻ với đại chúng, mong đại chúng hoan hỷ những gì Pháp Hoàng chia sẻ cho buổi chiều hôm nay. Quý vị mệt chưa? Chưa. Có câu hỏi không? Có ai có câu hỏi gì không? Tại vì mình không có viết giấy thì mình có thể giơ tay mình hỏi trực tiếp. Rồi.
Câu hỏi là nếu như mình tụng kinh á là món ăn tinh thần thì ít nhất mình phải hiểu được lời kinh. Còn nếu mình không hiểu được lời kinh thì nó có phải ăn của tinh thần không? Thưa đại chúng, nó cũng tùy. Ví dụ như mình nghe kinh mà không hiểu á, thì nó cũng là thức ăn, nhưng mà thức ăn của lỗ tai. Nó làm cho mình, cái tâm mình nó lắng xuống theo cái nhịp điệu của tụng. Hiểu ý không? Cũng được phần thôi. Vì vậy cho nên nó đòi hỏi cái người dược sĩ, bác sĩ khi mà đưa ra tô thuốc á, phải tụng những gì mà bệnh nhân mình hiểu. Ví dụ bác sĩ cũng gặp hỏi số phone chị số mấy. Dạ thưa bác sĩ, số phone tôi 347 không tốt, 34 bữa không tốt. Ông thầy, ông bác sĩ, tôi không cần biết chị mấy ngày không tắm, tôi muốn biết số phone chị. Dạ số phone em 34 bữa không tắm. 34 bữa 3 4 7 0 8. Mà bác nói sao ông bác sĩ nghe 34 bữa không tắm, 34 bữa không tắm. Ông thầy ông nói tôi không cần biết chị mấy ngày không tắm. Tức là mình, vì vậy cho nên á, bệnh nhân là cần hiểu thuốc, bác sĩ là cần phải giải thích thuốc. Không ai đưa toa mà nó đẹp về uống đi. Bác sĩ luôn luôn dặn à, mấy viên buổi sáng, mấy viên buổi chiều, uống thuốc này nhớ cử gì để thuốc nó có tác dụng, phải không? Thì chùa cũng vậy, các thầy phải có bổn phận lựa chọn những kinh nào mà đúng với căn cơ trình độ của Phật sự tụng. Còn nếu lỡ hôm nào quý vị tụng mà quý vị hiểu gì hết trơn, thôi chưa, thuốc này chưa vô được ở bên trong nhưng mà thoa được ở bên ngoài, nghĩa là làm cho tâm mình lắng dịu xuống bởi cái lời âm thanh của tụng. Tiếng chuông tiếng mõ mình không nghe được, chát lắm. Cho nên cái anh thỉnh mõ phải thỉnh làm sao mà cho ta nghe ta thích á. Còn thỉnh làm sao mà ta né, ta thấy mình tụng sao cái tiếng mõ nó chát quá. Cho nên cái người thỉnh mõ phải thỉnh âm điệu cho nó vừa chừng. Lúc nào cần to, lúc nào cần nhỏ, lúc nào trầm, lúc nào bổng, để cho đại chúng người ta có cái phấn khởi, cái niềm vui trong khi tụng kinh. Cho nên tụng kinh á, là một phương pháp trị liệu, nhưng mà nó đòi hỏi người chuông, người mõ, người chủ lễ và chọn những phương pháp. Cô hiểu không? Thật ra nếu mà chùa nào mà tụng được kinh tiếng Việt thuần thì lúc đó là mình thoa bên ngoài lẫn bên trong mình uống, trong uống ngoài thoa, tụng xong thời kinh hạnh phúc hiểu hết trơn. Còn nếu mà lỡ hôm nào ta tụng mình không hiểu gì trơn thì thôi, đó là thuốc dán thoa. Ít nhất cái âm điệu đó lúc đó cũng làm cho mình dịu được cái tâm mình dù chưa hiểu được. Bên này có câu hỏi không? Bữa nay hỏi là miễn phí. Đưa đây. Sớ tớ luôn. Còn muốn thầy, anh muốn thầy trả lời hay là để trả email cho vị này? À không phải hả? À thôi thì nếu mà như vậy thôi để thầy email đi ha. Muốn trả lời hay là muốn email? À. Thưa thầy, con có một người bạn bị trầm cảm nặng sau thời gian đi du học. Hiện tại bạn đang trong thời gian điều trị ở Việt Nam. Bạn có gửi câu hỏi, kính mong thầy giải đáp. À, thưa thầy, có phải buông bỏ là chấp nhận không? Có phải biết yêu thương chính mình là cốt lõi của hạnh phúc không? Là chấp nhận bản thân cả mặt tốt lẫn xấu. Kính mong được thầy giải đáp giúp bạn con. Thưa đại chúng, khi mà mình chữ trầm cảm, tức là mình có những cảm xúc mà mình không bộc lộ ra được, mình giữ trong lòng lâu ngày nó nặng, nó trầm là chìm. Để cho bao nhiêu cái cảm xúc mình nó nặng đè, nó chìm xuống mà không bộc lộ ra được là trầm cảm. Vậy thì khi mà chúng ta biết được người đó, chúng ta phải tìm cách làm sao cho họ cởi mở. Mình mở cái hút cho họ. Khó lắm. Vậy thì muốn trị, muốn giúp
cho một người bệnh trầm cảm á, thuốc men là một phần thôi, cái phần chính á là những người tâm lý của những người đó giúp cho. Theo Phật á, bệnh có ba loại. Thân bệnh á, do mình ăn uống rồi thế này thế kia không đúng á, đó là thân bệnh, thuốc trị được. Tâm bệnh á là phải trị bằng tâm lý này, trầm cảm là tâm bệnh. Còn có một loại bệnh nữa gọi là nghiệp bệnh, thì bệnh nghiệp đó là phải sám hối. Thì bây giờ ở đây á, nhiều khi mình nói tôi đâu có bệnh gì đó, à anh không thân bệnh thôi, có thể anh không tâm bệnh nhưng anh đang bị nghiệp bệnh. Nghiệp của anh là nghiệp nói tới nói lui, nghiệp thị phi, nghiệp hay phân rẽ người này người kia, nghiệp hết đó mà không biết thôi. Anh đang mắc một cái nghiệp bệnh đó không hay đó, mà anh không nhận ra được cái đó, anh sám hối nhưng kịp thời là lâu ngày bệnh càng nặng. Chứ có nhiều người đi chùa càng lâu bệnh nghiệp càng lớn, cẩn thận. Tại vì sao? Tại vì nghĩ mình giỏi, mọi người ai vô đây cũng là phải dưới trơ mình mới được, còn không là mình phải một dạng nghiệp đó. Mà không biết đâu, cái đó không biết, không thấy. Mà muốn được thấy được, nhận được cái nghiệp bệnh đó, phải sám hối rồi tự thấy cái nghiệp không. Nhưng bây giờ mình trở lại cái người trầm cảm thì đòi hỏi cái sự nhẫn nại của người giúp cho người này, và phải hiểu được người đó để giúp cho người đó nhẹ nhàng mỗi ngày. Vì cái người trầm cảm họ không phải, mình đừng có bắt họ như người bệnh cảm uống thuốc cái là 2-3 ngày là giảm, mà cần thời gian. Vì sở dĩ họ đi tới cái nặng nề này vì là nó đã dồn ép họ lâu ngày rồi, chứ không phải chi mới. Cho nên một trong những lý do họ trầm cảm là gì? Họ khó chấp nhận được một sự việc gì đó xảy đến trong cuộc đời. Thí dụ như chuyện gia đình, chuyện cha mẹ, bạn bè, những thất bại trong cuộc sống, họ chấp nhận được. Và thậm chí họ gửi gắm quá nhiều niềm tin ở một cái người bạn nào đó, một người thân nào đó, thì một lúc nào đó họ chưa thấu đáo được cái đạo lý vô thường chuyển đổi trong cuộc sống. Họ có nhiều cái đặc để trong họ của mình. Cho nên cái tâm bệnh là nó nhiều khía cạnh lắm, mà mình phải hiểu được người đó mình mới giúp họ. Và cái quan trọng nhất của người giúp bệnh là nhẫn nại. Nếu mình thiếu nhẫn nại không thể giúp cho người bệnh trầm cảm được. Mình nóng nảy là mình không giúp được. Còn cái chuyện mình buông bỏ trong cuộc sống á, thì hỏi là buông bỏ có phải là chấp nhận không? Đúng. Mà có nghĩa là khi mình chấp nhận được sự việc thì mình sẽ nhẹ với nó, mà không cần tuyên bố là tôi buông hay tôi nhịn. Không, và ví dụ vậy nè, trong cái thầm lặng á, đâu có ai muốn mình bệnh đâu. Nhưng mà bệnh là một sự thật, nó sẽ đến với con người của chúng ta. Cho nên khi nào bệnh nó tới, một ngày là bác sĩ tuyên bố mình bệnh, chấp nhận nhẹ nhàng vậy đó, là một hình thức. Tại vì buông được cái chấp là không bệnh. Vì cuộc đời này không có cái gì là không thay đổi hết. Mà chấp cái không thay đổi, đạo Phật gọi là chấp thường. Vì chấp nghĩa là mình dính mắc và mình bắt mọi thứ phải thường hoài không thay đổi. Cái đó gọi là chấp thường. Mà trên đời này không có gì thường hết. Không có cái gì thường. Có cái gì thường biết không? Vô thường là thường. Sự thay đổi là thường. Ví dụ như quý vị trong, Pháp Hòa tới, trong á. Nhưng mà Pháp Hòa sắp đi rồi nè. Vô thường. Phải không? Pháp Hòa đến đây hồi trưa rồi thăm quý vị, nói chuyện với quý vị. Trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng nữa Pháp Hòa sẽ rời đây. Thầy nói mình phải chấp nhận như vậy. Mà một cách nhẹ nhàng gọi là buông. Còn mình chấp là muốn giữ người đó là không có được. Bản thân mình còn không giữ được nữa. Ngày nào mình cũng lấy cái tay mình chà thật là nóng, mình căng ra mặt. Nhưng mà mình sợ nó sể, mình căng mới lên đây. Kiểu nào nó cũng có cách nhăn của nó. Cho nên là chúng là khi mình buông á, chữ buông là gì? Không phải là dục cái gì cả, cứ nhận mọi thứ như là. Chứ đạo Phật gọi là như thị. Như thị là các pháp nó như vậy đó nè. Trăng tròn rồi khuyết nè. Nhưng mà bản thể trăng nó không có tròn khuyết à, nó do mình nhìn thôi. Mây nó che, là cái gì nó che chỗ này mình nó không có trăng. Thật sự trăng không hề màu sáng.
trăng lúc nào cũng sáng, chẳng qua là mây che thôi. Vì chúng ta không biết được cái đó cho nên chúng ta buồn khi trăng tối trăng sáng. Chứ bản thể, bản chất của trăng không hề có sáng tối. Cái tâm mình nó vốn bình an như vậy đó, cuộc đời nó vẫn đi qua mỗi ngày như thế. Rồi ví dụ như mình nói, trời hồi xưa tôi sống thanh bình lắm, và sao con tôi bây giờ nó sống lao sao? Mình quên điều hồi xưa mình không có iPhone, chỉ có mình phone mình thôi, không có iPhone đó. Mình không có Facebook, mình không có iPhone, mình không có YouTube, mình không có Internet, cho nên mình thanh bình lắm. Còn bây giờ sở dĩ nó không được thanh bình là gì? Bất cứ một cái gì mình nhúc nhích, nó chỉ cần livestream cho là mình chết ngắt rồi. Cho nên cái không thanh công khai, cái đời sống nó khác chứ. Mình hiểu được như vậy thì mình nhẹ nhàng ra. Quý vị nên tìm cái bài Quán Nguyện Bồ Tát Thường Bất Khinh. Con xin mở lòng ra tiếp nhận bản thân con, dù dở dù xấu như thế nào con nguyện tiếp nhận con. Và không con tiếp nhận được bản thân con thì con sẽ mở lòng tiếp nhận người khác như vậy. Cho nên Bồ Tát Thường Bất Khinh trong Kinh Pháp Hoa đó, tôi không dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài là Phật sẽ thật. Cái câu nói đó để cho mọi người đừng có bị trầm cảm, đừng có bị mặc cảm là tôi không bằng ai, tôi không làm nên trò chống gì hết. Không phải. Và tất cả mọi người chúng ta đều có thể làm tất cả mọi việc. Nhưng mà nếu ai cũng cùng làm một việc thì ai làm việc khác. Cho nên tôi không biết làm gì hết, tôi chỉ biết quét nhà thôi. Quét nhà vẫn là một việc vô cùng tuyệt vời. Tôi không biết nấu ăn, tôi chỉ biết rửa chén thôi. Rửa chén tuyệt vời, vì không có người rửa chén là không có chén sạch để ăn. Cho dù nấu ngon cỡ nào mà không có cái chén sạch thì thức ăn cũng không ngon. Vậy thì ai cũng quan trọng, ai cũng quan trọng hết. Anh mà làm được cái gì? Giỏi làm khổ tôi thôi. Làm khổ cũng là làm. Cho nên á, mình cái người dở á, mình chấp nhận họ làm khổ, mà mình chấp nhận rằng á, vì họ chưa có được niềm vui trong lòng họ, cho nên họ vui lắm được cái niềm vui. Chứ cái người mà cay cú á, họ cũng khổ lắm á, vì trong lòng họ toàn là lời cay cú, suy nghĩ cay cú, họ mới tung ra với mình những cái lời đó. Cho nên một người như vậy là họ đau khổ dữ lắm. Pháp Hòa đang có email đây, và nếu chị muốn giúp cho bạn cũng có thể cho bạn mình cái email của thầy, để vị đó có thể gửi thư trực tiếp tới cho thầy cũng được. Gửi tv.truclam97@gmail.com, tức là tu viện truclam97, tv.truclam97@gmail.com. Có một vị đến than với một thầy khổ, thì thầy đó mới đưa một cái ly nước cho vị đó cầm, rót nước nóng, vị này cầm nóng tay phải liền sang qua bên tay trái, nóng bên tay trái liền sang qua tay phải, hồi nóng chịu hết nổi buồn. Ông thầy nói rồi, con thành công rồi đó, khi nào con chịu hết nổi là con tự con buông được cái điều đó. Thầy ơi, mẹ con mất được 11 năm, từ khi mẹ mất cha con rất buồn hay nhậu, vì tính vốn nóng và không nghe lời ai khuyên nên cha thường sa vào rượu chè, buồn lại thêm buồn mà hại cho sức khỏe. Con sang Nhật được 5 năm vì cha và con bị khắc khẩu. Con muốn khuyên cha nhưng thường dẫn đến cãi nhau, là lỗi do con không biết cách nói. Con rất muốn giúp cha sống vui vẻ, bớt rượu chè, chuyển tâm tính cho bớt nóng. Con xin thầy chỉ giúp con. Khi mà cha bị như vậy đó, thì nói theo Phật Pháp đó, thì cũng giống như là một cái tâm bệnh khác. Nhưng mà cái tâm bệnh này, ngoài cái giấu giếm trong lòng và đi tìm cách khác để giúp, để dễ giúp cho mình hết buồn bằng cách là rượu chè. Và cuối cùng thì giống như trong truyện Kiều Thụ Nguyễn Du nói vậy đó, khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thấy mình xót xa. Rượu nó không có làm cho mình hết buồn, mà nó chỉ lắng chút đó thôi.
Nhưng mà hết rượu thì thân bệnh mà tâm cũng vẫn đau khổ như thế. Cho nên bây giờ mình muốn giúp cho cha đó, cái chuyện đầu tiên nhất là mình làm sao có đủ cái sự nhẫn nại. Tại vì mình nóng nảy thì cũng không khuyên được, tại vì mình cũng là một dạng bệnh. Bệnh của mình là bệnh nóng nảy. Cho nên mình muốn giúp được cho người kia thì mình làm sao mình chấp nhận được người đó. Trước hết mình phải chấp nhận cái khổ đau của cha. Thứ hai là mình phải đem thật tình cái tâm thương của mình. Và khi cái tâm thương mình nó đủ lớn á, thì nó sẽ giúp cho mình nhịn được những lúc. Và khi nào mà cha hết rượu á, thì mình hãy nói chuyện với cha. Đừng bao giờ nói những cái lời nói khó nghe trong lúc ba đang say. Vì lời cái người say không bao giờ tiếp nhận được lời nói đó. Vì họ đã say, tức là cái cuồng, cái nồng của rượu đã làm họ say cái tâm rồi. Thì lời nói khó nghe của mình chỉ là ngọn lửa châm thêm cho cái lửa nó tăng thôi. Mình hãy nói lúc khi cha tỉnh. Và biết được rằng những gì cha muốn nghe và những lời nào cha chưa tiếp nhận được. Mình đừng có đi thẳng vô vấn đề. Cũng giống như cái người bệnh đó, trước khi mình muốn trị bệnh họ, mình phải sổ độc cho họ trước. Chừng đó mình mới đưa thuốc vô thẳng vào cái bệnh họ được. Cho nên mình phải khéo léo và mình phải ứng dụng. Nói cái gì mà trong cái khả năng. Ví dụ, ba có thương con, ba có thương con, ba có muốn sống với con. Bây giờ con mất mẹ rồi, con muốn mất thêm cha. Nếu mà ba thương con, ba đừng có uống nhiều nữa. Con phải con cho ba uống, rồi ba uống ít thôi. Không phải không cho uống nha. Còn nếu mà nói ba đừng có uống nữa, sao đừng được, ba uống ít thôi. Con không phải con không cho ba uống, nhưng ba uống vừa thôi. Ba uống quá rồi con ba bệnh, ba say. Thì nghe, mày cho tao uống, uống vừa. Mà những lúc người ta say rồi thì chỉ chăm sóc thôi. Vì chính cái chăm sóc đó, biết đâu chừng lại là cái hình ảnh để cảm hóa. Trời ơi, mình say xỉn rồi, để đến nỗi con mình nó phải âm thầm, nó phải lo cho mình. Đừng nói gì hết trong lúc chăm sóc. Không phải cha mình không, mà người thân mình đó, giọng kéo vô vậy nè, là báo tôi. Mấy cái lời này nó không bao giờ nó có tác dụng. Vì chính cái âm thầm. Cho nên xưa này chú Pháp Hòa đã từng gặp rất nhiều bác chồng bay muốn dễ sợ luôn, âm thầm chịu được. Và chính các ông bây giờ lên sám hối. Bây giờ con phải tu dữ lắm để con sám hối cái tội nghiệp làm khổ vợ của con. Mà có rất nhiều người đàn bà, nhưng con không thể bỏ người đàn bà này được, gì vì con mà khổ quá nhiều, âm thầm chịu đựng. Cho nên nhiều khi cái nó tùy theo mỗi cái công thức thuốc mình sử dụng đó. Và đôi khi mình nói nó có tác dụng và đôi khi không, cứ thử thuốc mới biết. Cho nên ở đây á, Pháp Hòa thưa đại chúng là người nào mà nghiện quá đừng có kêu họ cúp cái cục. Cũng mình nói à, ví dụ như mình ham tu quá, người thân nó đừng tu nữa, chịu được không? Thôi con tu gì vừa thôi, tu ít cho má nhờ. Cái đó, khi nhiều người ghiền tu cũng là người khác khổ đó, mình không biết nữa. Ham tụng kinh, có tụng sáng, tụng tối, tụng chiều, Phật cậu không nói được, chồng cũng nói được, nó thu quách nhiều quá. Ngay cả cái ghiền tu mình cũng tu sao mà chừng mực để cho người thân mình cũng chấp nhận được cái tu của mình. Mình mới thành công. Lo tu gắt củ kiệu, tu rụt rã mà người thân mình không chấp nhận được cái tu của mình là mình tu chưa xong đó. Mình tu chưa xong đó, mình tu với Phật mà để chúng sanh này khổ đau với tiếng chuông, tiếng mõ của mình. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa thưa là làm sao đại chúng mình ứng dụng cái tu mình trong con đường trung đạo. Chờ Phật con cái chấm ngay giữa. Cái chấm ngay giữa đó là tượng trưng cho cái lông trắng giữa chặng mày, là ý nói con đường trung đạo không có nghiêng về bên nào. Đức Tổ Đạt Ma quẩy một chiếc dép thôi mà không quẩy cả hai. Và cái một đó, đó nghĩa là chúng ta làm sao linh động trong cái con đường trung đạo của chúng ta. Và chính là cái đó là đường lối rồi. Chúng ta không buông bỏ, nhưng chúng ta không thái quá. Đói thì cứ ăn, ăn vừa chừng thôi. Ăn quá no mệt tu cũng được, mà để đói cho rã rời tu cũng không xong.
vừa cái bụng là tu khỏe, phải không? Ngủ vừa chừng thì ok, mà ngủ nhiều quá thì mất dấu. Ngồi u ngu hỏi ngủ, mất dấu hỏi còn chữ kia. Thôi chắc mình về được rồi ha. Thưa thầy, trong đời sống hàng ngày thường xảy ra những việc mà mình không thể nghe được. Thí dụ như những người mà mình rất là tin tưởng, họ tin tưởng nhưng mà họ gây ra những cái phiền toái cho mình, mình không thể nghe được. Mặc dù mình có cảnh báo họ là đừng nên làm như vậy, thì mình phải làm theo đúng như vậy, mình phải. Tức là trong cuộc sống có những người mình rất tin tưởng, nhưng mà họ lại tạo ra cái sự phiền phức cho mình, thì mình không muốn những sự phiền phức nó xảy ra cho mình. Mà họ có biết đó là phiền phức không? Chỉ như là không biết. Họ không biết, không biết làm tiếp. Họ mới làm tiếp, nhưng mà mình phải làm sao để họ phải biết những điều này. Vậy mình làm phiền phức lên họ. Thì thưa đại chúng á, chính cái chỗ mà người thân mình làm khổ mình, là phiền phức cho mình, mà họ không biết họ đang làm phiền phức, thì như vậy chừng đó mới xác định cái chữ si mê của đạo Phật. Si là gì? Si mê là khi chúng ta làm một cái việc gì mà chúng ta không biết cái điều đó là sai, chúng ta cứ mãi đắm chìm chúng ta làm. Cho nên bây giờ mình là cái người tỉnh là mình thấy họ đang mê. Mà người mê thì đâu có tỉnh, mà tỉnh thì đâu gọi là mê. Mà muốn độ người mê dễ hay khó? Khó, phải không? Vậy thì một Đức Phật muốn độ một người mê rất là nhẫn nại, và đòi hỏi mình có sự linh động, và lúc nào mình phải khai thị cho họ. Im lặng cũng không phải là cách nói, nhưng mà phải nói lúc nào, nói như thế nào để cho người đó, thí dụ họ chưa được 100%, nhưng ít ra họ giảm được vài phần trăm trong cái mê của họ, là mình mới biết rằng á, họ có một chút gì đó gọi là khai ngộ. Cho nên cái đòi hỏi ở nơi mình là, một là sự nhẫn nại, hai là biết cách khai thị. Và Pháp Hòa xin thưa là đừng bao giờ chữa một bệnh nhân mà cho uống thuốc là bắt họ hết liền nha. Phải thử thuốc, nhiều khi uống cả chục lần thì mình mới thấy họ giảm đâu được chừng chút à. Rồi cái bữa khác họ y chang vậy nữa. Nhưng mà không sao, dù sao đi họ người thân mình, họ mê 100% cũng là người thân của mình, họ tỉnh được 2% cũng là người thân mình. Giờ mình chọn cái nào? Không bỏ họ được, trước hết là mình phải chấp nhận họ là của mình, phải không? Và cái đó chính là cái lúc mà mình gọi là gì, trả cho họ, giúp cho họ, và làm tất cả bằng cái tấm lòng của mình. Nói theo đơn giản bình thường, quý vị hay tiếp nhận cái đó như là nghiệp, không như là nợ. Nhưng mà tự nhiên mình thấy nó là nghiệp, là nợ, là nó nặng mình dữ lắm, mà mình thấy rằng đây là đại nguyện. Quý vị nhớ kinh Địa Tạng không? Dẫn ra khỏi địa ngục rồi lây quay ngài Địa Tạng đang vớt người khác, ủa sao vô nữa hả? Ngài Địa Tạng cũng rên dữ lắm đó. Ngài cũng rên dữ lắm. Ngài nói sao tôi đưa nó ra rồi mà vài ba bữa thấy ảnh chui vô đây. Thôi, đã là mê thì không tỉnh. Mà độ một kẻ mê không hề dễ chút nào, và nó đòi hỏi chúng ta phải thật là vận dụng. Cho nên trên tay của Ngài Địa Tạng phải có Minh Châu. Minh Châu là gì? Là trí sáng biết lúc nào sử dụng cái gì. Bên này cầm cái tích trượng là tượng trưng cho tâm kiên cố bền bỉ không lui sụp đối với một chúng sanh mê lầm. Và trước hết mình phải chấp nhận họ là con mình, là những người ruột thịt của mình, phải chấp nhận họ, và chấp nhận họ hoàn toàn như là, mà không hề có một chút khác. Nó đang bệnh, con nó đang bệnh, cháu tụi nó đang như thế. Và đừng có mặc cảm, đừng có tự ti gì hết. Đừng có thấy, nếu mình cảm thấy vậy là tại sao đời tôi khổ quá, con người ta giỏi giang mà con tôi nó như thế này, mình đem bao nhiêu những cái thứ đó
chưa làm gì hết mà tự mình nặng mình và mình áp lực mình bằng những hình ảnh của người khác, là mình không có độ con mình được, không độ người thân. Tại vì mình lấy người khác mình áp đảo tinh thần của mình. Tôi đang mắc, tôi nghiệp gì không biết, tôi từ nhỏ tới lớn tôi làm phước quá mà, tại sao con tôi nó như thế này thế nọ, gia đình tôi làm thiện. Mình đem những cái hình ảnh của mình không nhận được cái đó, mình cứ lấy những cái hình ảnh khác mình áp đảo thì khó lắm. Đừng so sánh gì ai hết. Đừng nghĩ là mình không làm tội phước gì. Mình quên, nghiệp lực nó cũng ba thứ vậy. Nó cũng ba vấn đề: nghiệp quá khứ, hiện tại, vị lai. Có những cái nhân mình tạo trước, bây giờ quả nó mới có. Có những cái trái như trái bưởi, trái cam, nó phải trồng một năm mà có trái, năm năm sau nó mới có trái. Và cây cà thì trồng trong vòng vài tháng nó có trái. Thì đừng đem cây cam mà so với cây cà, rồi tự áp đảo cây cà. Tại sao? Hay là mình áp đảo, mình thấy cà nở lẹ quá, mình áp đảo cây cam khác hết. Vô cô hiểu được cái chỗ. Thôi mình dừng đây nha. Bây giờ chúng ta hồi hướng đi, rồi chúng ta sẽ qua phần khác. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đề và chúng sanh đều trọn thành Phật.